Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống thanh niên Hưng Yên làm theo lời Bác, sau gần 4 năm triển khai chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Hưng Yên đã có những dấu ấn nhất định, luôn tiên phong trong các phong trào thi đua, sáng tạo khoa học kỹ thuật. Anh Vũ Xuân Trường, giảng viên khoa cơ khí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, bên cạnh việc giảng dạy, hướng dẫn học sinh giỏi tham gia cuộc thi Olympic cơ học toàn quốc, anh còn tham gia biên soạn và xuất bản 2 giáo trình, 3 cuốn sách chuyên khảo tại các nhà xuất bản uy tín. Đặc biệt, anh đã nghiên cứu và công bố 27 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ESE. Với những thành tích đáng nể, anh Trường đã được trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2012-2015. Được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013-2014. Nhìn chung thì các môn kỹ thuật là những cái môn khô khan, nhưng mà em thấy là những bài giảng của thầy thì lúc nào cũng thầy giảng dạy cho em lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, và thầy luôn có cái phương pháp dạy sáng tạo, áp dụng những hình ảnh chi tiết minh họa để cho bọn em dễ hiểu nhất. Bên cạnh đó thì ngoài những kiến thức về bộ môn thì thầy cũng truyền đạt cho bọn em thêm những kiến thức về chuyên ngành, những kiến thức có thể áp dụng cho công việc trong tương lai. Vai trò là một đảng viên thì luôn luôn học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại, đặc biệt là cái phong cách quần chúng của Bác Hồ. Thì tôi xác định là cái quần chúng ở đây là sinh viên, và vì vậy tôi rất là gần gũi với sinh viên, luôn luôn lắng nghe cái tâm tư nguyện vọng của các em, và luôn luôn tạo cho các em những cái cơ hội mà tuyệt vời nhất để cho các em có thể thỏa sức sáng tạo. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, anh Nguyễn Văn Tỉnh, bí thư đoàn xã Dạ Trạch, huyện Khoai Châu, xã hội hóa hầu hết các hoạt động đoàn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện. Trong đó có quyên góp hơn 200 triệu đồng ủng hộ cho 2 bé sinh non có hoàn cảnh khó khăn, huy động được hơn 20 chiếc lốp xe cũ và gần 20 triệu đồng làm 2 điểm vui chơi cho các em thiếu nhi. Là chủ nhiệm câu lạc bộ hiến máu của xã, anh tham gia 26 lần hiến máu và vận động hàng trăm lượt người cùng tham gia. Vừa qua, anh là một trong 100 người của cả nước được tôn vinh và được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen. Với vai trò là một bí thư đoàn xã, tôi rất vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, và tôi có mong muốn rằng là khi mình còn trẻ, có nhiều nhiệt huyết, mình sẽ muốn có cống hiến được thật nhiều hơn nữa cho các phong trào của địa phương. Đặc biệt, tôi có một mong muốn là sẽ huy động được nhiều về kinh phí xã hội hóa nữa để có thể là xây dựng các công trình thanh niên và hỗ trợ các hoàn cảnh các em thiếu nhi khó khăn. Phát huy tinh thần sáng tạo và hội nhập của tuổi trẻ, trong năm qua, tổng số các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giảm bớt các thao tác thủ công năm sau luôn cao hơn năm trước. Trong đó, đoàn viên thanh niên của công ty May Hưng Yên đã có trên 400 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi gần 4 tỷ đồng cho công ty. Điển hình là đoàn viên Trần Ngọc Hải với 79 sáng kiến, Trần Đăng Quyết và Đỗ Văn Lập với 45 sáng kiến. Đoàn thanh niên tổng công ty là đã duy trì cái câu lạc bộ khoa học kỹ thuật và cái tổ cữ gá gồm rất là nhiều các đồng chí làm công tác kỹ thuật có trình độ, có kinh nghiệm để có thể là hướng dẫn cũng như là trao đổi các cái kinh nghiệm của mình cho các đồng chí công nhân. Và trên mỗi một công đoạn thì các đồng chí đoàn viên thanh niên là đều có cái sáng kiến ở cái công đoạn đó của mình để làm sao mà để tăng năng suất hàm lợi cho công ty. Học tập phấn đấu và làm theo lời dạy của Bác Hồ, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Các thế hệ thanh niên trong tỉnh luôn là lực lượng xung kích và sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực. Trong công cuộc đổi mới đất nước, tuổi trẻ toàn tỉnh đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện, trưởng thành và hội nhập, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của tỉnh, tạo động lực để các thế hệ đội viên măng non phát huy truyền thống tốt đẹp.